Xin kính chào ban giám khảo. Đến với cuộc thi STEM Master Training năm nay, đầu tiên tôi xin được giới thiệu chút về bản thân mình. Tôi tên là Lê Trương Kim Phượng, đã từng công tác tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng và hiện nay tôi đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ. Trong quá trình công tác, tôi cũng đã từng có kinh nghiệm tham gia các lớp tập huấn về STEM do sở và do Bộ Giáo dục tổ chức, đồng thời cũng đã từng có kinh nghiệm về hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng như tham gia tập huấn các lớp STEM Office 365 cho một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Chủ đề STEM mà tôi mang đến đó chính là chủ đề về nến nghệ thuật, với mong muốn rằng thông qua chủ đề này, học sinh sẽ tự tay làm ra sản phẩm nến nghệ thuật. Qua chủ đề, học sinh sẽ vận dụng các kiến thức và kỹ năng đặc thù của một số môn học để tạo nên sản phẩm theo yêu cầu, giúp học sinh hình thành được năng lực thẩm mỹ, năng lực tự học, giải quyết vấn đề, các kỹ năng về hợp tác, phản biện, thuyết trình, công nghệ thông tin, v.v. Và đặc biệt là mong muốn hình thành ở học sinh một thái độ yêu quý ngành nến nghệ thuật, biết yêu quý môi trường thông qua những việc như tiết kiệm, tận dụng nguyên liệu phế thải để sản xuất nến. Dự án nến nghệ thuật sẽ có chứa các thành tố của STEM như về khoa học, có liên quan đến hóa học, vật lý, toán học, về công nghệ, kỹ thuật, về yếu tố thẩm mỹ và yếu tố toán học cũng có đóng góp vào trong dự án này. Tiến trình dạy và học của dự án sẽ diễn ra theo 5 bước và 5 bước này được biên soạn theo công văn 3089 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là xác định vấn đề, bước thứ 2 nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp, bước thứ 3 lựa chọn phương án thiết kế quy trình, bước thứ 4 chế tạo và thử nghiệm, cuối cùng đó là bước chia sẻ và cải tiến. Đầu tiên là hoạt động 1, xác định vấn đề, sẽ trải qua 4 nội dung, đó là mục tiêu, tổ chức hoạt động, sản phẩm và phương án đánh giá. Hoạt động 2, nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp, cũng sẽ đề ra đầy đủ 4 nội dung và có đưa ra luôn sản phẩm, dự kiến đó là phiếu học tập số 1. Phương án đánh giá là sẽ sử dụng bảng kiểm. Hoạt động 3, lựa chọn phương án quy trình thiết kế. Ở đây học sinh sẽ tập theo quy trình thiết kế kỹ thuật. Và sản phẩm dự kiến sẽ là phiếu học tập số 2 và một cái bản quy trình của từng nhóm. Và giáo viên sẽ đánh giá thông qua rubric. Hoạt động 4, chế tạo và thử nghiệm. Thì đến hoạt động này, sản phẩm dự kiến sẽ là nến và video trong quá trình các em chế tạo. Hoạt động 5, chia sẻ và cải tiến. Sản phẩm dự kiến sẽ là nến, video quá trình chế tạo và poster quảng cáo nến. Phương án đánh giá của giáo viên đó chính là rubric. Đây là hình ảnh một số sản phẩm trong cái quá trình sản xuất nến nghệ thuật. Các em sẽ làm ra tinh dầu thiên nhiên rồi và sản xuất ra nến. Cuối lời, xin được cảm ơn ban tổ chức đã chú ý lắng nghe phần trình bày của tôi.